Nói cho anh sống đây nhiều lâu rồi hôm mà mấy em đi học cái gì đi mà không à vậy hả vì của em là thường là cái tết em về anh có nghe trong một video clip của em nói là thường là 29 bao nhiêu vậy đó thì thường mà năm nào cũng thế như là 29 tháng 8 còn là của em hay có em đi con nào giờ con nào sao giờ đủ rồi ăn trước rồi vào đây thì năm 2013 trong này thì em khá hay và biết nhiều chỗ em cũng chuyển ở khá nhiều đi ở thì đi làm trong ba nhiều nơi thì biết biết xíu vâng còn một cô Liên nữa còn một cô nữa là em chuẩn bị tới cô này sẽ ăn chay chay trường luôn thì không em hỏi rồi em hỏi là có đồ chay luôn có đồ chay luôn thì không gọi thì sẽ rất là lẹ đó vì đồ chay gần như chắc họ đã chuẩn bị sẵn bây giờ mình nâng ly được chưa anh chị em nhỉ à 5 phút nữa đúng không chưa đến giờ đúng không à. Người ta nói cứ đợi đi 5 phút nữa tao không có lý do. Đến chưa đến giờ. Có bây giờ mình là sáng rồi. 5 phút vấn đề nó sẽ thành 5 phút. Đi uống bia nào. Tại cái này cái gì cái này cái xíu. Tôi kia nhấp cái bàn nhà. Không mình chỉ có trong video của Lâm. Vâng. Thì vì mình không có thời gian nhiều. Vâng, vâng. Một hai cả thôi chứ cũng không nhiều thời gian. Vâng. Con của Liêu cũng to. Trời ơi, tại có đẹp mà nó hơi lứt mình. Nhưng mà của Liêu mình Liêu không có reply. Liêu Hương chỉ có text thôi. Cũng message thôi. Không có respond. Không có trả lời. Nghe là tại vì nhiều quá. Không có nhiều quá không có trả lời. Không anh chắc khoảng bạn không trả lời. Anh Lâm bay đi, fly cam rồi bay đi. Fly cam, fly cam. Hả? Là em mà. Thôi mình nói lại cảm ơn em mà. Nói nhầm này, mình nói em bay hết rồi. Nói lại cảm ơn em. Fly cam nó bay 1-2 nó chỗ nằm 2 nó ra ngoài. Không có gì hả? Chọn đây cả ngã. Có mà ngã là con đó. Ai vô quậy mà quậy. 6 tuổi rồi. Vô đây quậy. Đây để cho cả nhà coi. Đây là con heo quay. Heo quay là quay nhà bao ạ. Mình bao heo quay. Đây là dừa lóc. Đây sườn chắc là sườn nướng kiểu Nga. Không biết có phải không. Rồi, đúng không? Rồi. Chưa xong chưa quay từng món mà. Đây là chào. Quay món. Rồi bây giờ anh nói rồi hay quá. Rồi giờ mình nói. Mày thôi. Hôm nay thì là cái buổi hội ngộ giữa các anh chị ở bên Mỹ và bên Úc. Thì hôm nay một trong đây là toàn nướng không. Cái này là món gà đây.
rồi cái này món này món chiên, món giò, đặc sản của heo sữa, cái này heo sữa, bởi vì hôm nay là sẽ đi chọn chồng cho Lý Hương, cái này bánh bao, đó rồi hôm nay mình sẽ dùng là hương đồng gió đồi và hàng đá rất là cao, như cây xô và nước suối. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là tìm mối lý do cho buổi mà kéo chồng cho Lý Hương nay. Trời ơi, tôi được kém mà tôi còn không biết. Hôm nay thì nhưng mà cũng đầu năm rồi, anh em Vlog Sài Gòn là cũng đây là còn những người là làm cái bèo. Có cái tên là Trình Lâm Trinh. Đúng rồi. Đứng lên. Em đứng lên giới thiệu đi. Đi mối lý do. Mối lý do. Em có chồng chưa? Đó, phu nhân của anh Thảo Quốc Lâm đó cả nhà. Nhà mà đứa có cái hay gì nè, đứa nói đứa không nói, cho nên đứa kia nói dành nói hết rồi. Câu đầu tiên chưa chồng nha. tiếng bông em là Lý Hương, hiện tại thì đang bị hát ai hôm nay thì không biết là lý do gì mà anh Long anh kêu là anh cái món heo này rồi xong rồi tuyển chồng kén chồng hay là ép chồng gì ở đây không biết, câu chuyện đó sẽ nói sao gì tôi chứ. Nhưng mà điều đó làm cho em hấp dẫn chồng như vậy. Hôm nay thì rất vui khi mà đầu năm thì được gặp các anh em trong team Vlog Sài Gòn cũng như là các anh em là đệ tử chân truyền của anh Long nữa, và cũng như là các vị kiều bào ở nước ngoài, ở đây thì có Mỹ và Úc, và hy vọng là ngày hôm nay sẽ được quẩy tương bánh luôn. Ok, có thêm một quẩy tương bánh nữa. Rồi cái cộng bạn giới thiệu với em. Chào hết tất cả mọi người coi video clip của nhóm Sài Gòn ha anh Long nha. Sài Gòn Vlog Sài Gòn thì nếu mà người nào kêu có về Sài Gòn ăn Tết thì có cơ hội về thì gặp liên lạc với lại Phạm Quốc Lâm thì ảnh sẽ đi ra gặp cà phê rồi tâm tình nói chuyện rồi ăn uống, mình kết bạn thì mình sẽ có thêm bạn, hy vọng là năm mới mọi người sẽ gặp may mắn. Ngoài ra là cái nhóm này thì mình cũng xin giới thiệu sơ trước, và cái nhóm này là cái nhóm gọi là những người anh em cũng rất là tâm huyết của mình. Nhóm này là nhóm lẻ nhưng mà nhóm đại gia đầu tư bất động sản. Nhóm này thì xuất phát đầu là những người này đã đi tham dự những cái buổi chia sẻ của mình về bất động sản, và sau đó là bén duyên.
duyên với cái vlog nhưng mà cũng làm ở Sài Gòn. Rồi bây giờ mời anh Ốc Xanh trước đi. Dạ em xin chào quý chị các bạn, thì em tên là Huy Cường. Ngồi gần cái anh bỏ sĩ này em ngại quá, em bỏ lẻ. Cùng chắc được 2-3 clip là cùng thôi. Thì cũng kênh của em là Huy Cường TV. Hiện nay Huy Cường làm công việc gì? Dạ, em là kỹ sư dầu khí. Thì kênh này mở ra giống như là mình tự giới thiệu bản thân của mình, rồi một số cảnh mình đi qua, những cái gì mình muốn chia sẻ thì mình đưa lên. Cho ngồi ở đây thấy lép vế lắm, mình không dám nói nhiều hơn. Anh này anh có một cái đặc biệt á, lâu lâu là anh tung video ra cái cả nước biết luôn. Chuyên là bảo là... Rồi cảm ơn Huy Cường, và tiếp đi. Rồi đến lượt em. Em chào tất cả các chị ở đây. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thiên Lương. Thì em có một cái kênh về kênh Sài Gòn Travel TV. Thì hôm nay thì cũng nhờ có anh Điêu ở đây mà được gặp tất cả mọi người đây, thì thực sự em cảm thấy rất là vui. Thì không biết nói gì hơn, các anh nói hết ngoài đấy vậy. Anh nói hết rồi. Giờ thì cũng giờ chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ thôi. Cảm ơn. Chào tất cả các anh chị. Thì em giới thiệu em là tên là Nguyễn Duy Tân. Hiện tại thì Tân kinh doanh mỹ phẩm. Còn Tân có kênh là vlog là mình đang ngắm. Thì cái ngày ban đầu mình làm á là mục đích là chia sẻ hình ảnh gia đình thôi. Nó như một cái kỷ niệm để sau này mình gắn bó gia đình hơn. Thì hôm đó thì cũng mình cũng được tâm nhận cảm của bà con ở ngoài á. Thôi cũng nhân dịp tháng đầu năm thì mình chúc tất cả các anh chị một cái mới được do sức khỏe và mới thành công. Cảm ơn. Tại đang làm em đang làm kỹ sư về ngành công nghệ thông tin, thì YouTube này chỉ là một cái nghề phụ làm thêm thôi. Thì mình cũng có cái kênh là Sài Gòn News TV, thì quay về cuộc sống gia đình của mình với lại những cái món ăn mà mẹ mình hay nấu. Thì cũng cảm ơn anh em riêng với lại mọi người ở đây đã có cái buổi này gặp mặt anh em này. Rồi kính chúc các cô chú xem được video này một năm mới dồi dào sức khỏe với lại gặp nhiều may mắn. Em xin chào cả nhà. Em là Nguyễn Hàng Sơn, cái kênh Nam Việt, cái kênh YouTube của em. Thì em làm bên thiết bị y tế cho ở Sài Gòn nè, cung cấp ở Sài Gòn và các tỉnh. Nhưng mà do mình yêu mến cái nghề quay phim nên mình quay chơi thôi. Thì mình vừa làm vlog và chia sẻ những cái món ăn mà mẹ làm, là những cái món ăn nhiều khi bà con mình lâu quá lại không nhớ luôn. Đó là những món ăn miền Tây. Thì vừa chia sẻ bà con coi chơi mà mình vừa lưu lại kỷ niệm của mẹ mình. Đó thì được bà con người Kiều mình rất là đón nhận rất là nhiều. Giống như đang quay những cái món dung biển á, nó rất là ngon theo em, nhưng mà bà con cũng thích. Trong khi đó là phò quẹt thì bà con đó là rớt nước mắt. Đó thì em muốn giữ những kỷ niệm đó, cũng như là có nhiều cái thông tin về miền Tây ngày xưa cũng như ngày nay cho bà con mình xem. Thì cũng may mắn là qua kênh Nam Việt thì em lại làm được những việc thiện nguyện giúp bà con Kiều, giống như là giúp đỡ những trẻ em bất hạnh hoặc là trẻ mồ côi đó. Thì em cũng vừa làm cái niềm vui mà vừa giúp đỡ được rất là nhiều người, cũng như kết nối được với bà con mình khắp nơi trên thế giới. Đó là những người bạn cũng như anh Andrew ngày hôm nay. Từ những người bạn mình giống như mạng ảo mà bây giờ gặp được mạng thật. Rồi thậm chí ở đây em ở lại Sài Gòn chơi overnight bữa nay. Bây giờ nó đã là bạn thật rồi ha. Và em cũng gặp gỡ được rất là nhiều anh em lớp Sài Gòn ở đây. Những người anh em rất là tuyệt vời. Rồi em chào cả nhà, chúc năm mới nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Okay, quý vị. Như vậy thì nãy giờ thì chắc các anh chị cô chú đang ở đây thì nói chung thì công việc cũng là đều ổn định hết, có một cái công việc của ngày một riêng. Thì tuy nhiên thì cái việc mà làm những cái vlog ở Sài Gòn đó thì cũng là một cái duyên,
mỗi người mỗi một cái cách thể hiện khác nhau, nhưng mà tuy nhiên thì tất cả mọi người á đều chung một cái quan điểm, đó là chia sẻ lại những cái hình ảnh, những cái gì đẹp nhất của Sài Gòn, về con người, về món ăn, về những cái điểm. Vì vậy cho nên là nói như anh Hoàng Sơn nó đúng á, đây là thế giới ảo, nhưng mà thế giới ảo thì lại kết nối được những con người với nhau, đặc biệt là những anh chị mà xa xứ. Mình biết là xa xứ thì rất là thiếu thốn những cái tình cảm của nhau, và khi mà về lại Việt Nam mà gặp được cái nhóm như thế này á, là mình có điều là hết sức là quý. Và vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe Tuấn Dương, Minh Cường đó là hai người đã giới thiệu là rung quá không biết nói gì, mà nó làm hơn 1000 video rồi thì không hiểu là nói cái gì trong đó. Đó rất là vui đó, thì tính này là rất là đời thường, rất là thật như vậy. Thì hôm nay thì nhân cái dịp mà đầu xuân thì các anh em thì cũng chưa có dịp mà hội ngộ với nhau, thì cũng nhân là anh Riêng Cùi là bên Mỹ về và chung đây là bên Úc về, thì nhóm là cùng mời với nhau ngồi với nhau để mà có một cái bữa tiệc nó đạm bạc ha. Nãy mình nói chuyện nó vui là để là kiếm chồng cho Lý Hương, chứ thực sự ra thì cái đó là duyên ha, duyên thì nó mới đến được thôi. Thì nhân cái buổi mà như thế này thì hết giờ phải không? Thì nhân cái buổi này là cái buổi mở đầu năm, thì cũng xin chúc cho tất cả các anh chị những người Việt hải ngoại xa xứ một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, có thêm nhiều niềm vui nữa ở nơi đất khách vừa rồi. Bởi vì có lẽ là năm sau mình cũng sẽ trở thành người thế, cho nên bây giờ là mình đã chọn những cái phút này chia sẻ là chúng mình quay lại những cái hình ảnh sau này, đó cũng là những cái đẹp để mình lưu giữ lại. Và một lần nữa xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Cũng ít có về Sài Gòn chơi, thời gian cũng không có nhiều nên các lúc cũng mừng là hôm nay các anh em quy tụ ở đây, rồi cũng muốn tặng quà luôn cho các anh chị. Mặt đi ngắn sạch lại. Cũng nhiều làm nhiều, thầy cũng mua thêm một vali á, gặp thêm về. Tên với bà xã của Tân. Cảm ơn. Em chủ quá chu đáo lâu sau này. Thường những cái món mà người biết sau á, nó tưởng là gì đó. Thường cái món về sau nó sẽ giá trị á. Ai nhìn sau là giá trị đó nha. Tấm Dương. Ồ, em cảm ơn anh nhá. Rồi. Trong đó sô-cô-la, nước dạ. Mai với lại mấy cái... Rồi, em cảm ơn anh. Sô-cô-la luôn. Vâng. Phút cuối. Cái hùng gì bự. Bây giờ cho Tùng. Cảm ơn anh. Dễ thương anh. Dạ, tổng rồi. Cho chị Hiền. Dạ, cho thầy có chị Hiền luôn. Có chị Hiền. Mà Hiền ơi, tôi có sô-cô-la. Sô-cô-la của tiệm ban hay qua gì? Chưa. Mọi người ơi. Ôi. 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 Ôi.
là em gái mưa thôi. Dạ em mưa. Trời ơi, biết luôn. Dạ, trời ơi. Trời ơi, 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 trời ơi. Trời ơ